quên. Chị cấm lòng á. Quên nào, quên anh. Lâu rồi. Chào là 35 năm rồi chị gặp lại. Xin được trân trọng kính giới thiệu hai bác Tùng Hiền, hai bác Xuyên Quang. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng đến giới thiệu gia đình ông mẹ Nghe Mật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Ông để lên trước để chúng con ghi hình lưu niệm, tại vì ông mẹ là đóng vai trò lớn ạ. Trân trọng kính giới thiệu Di Dương, phòng ngài Di Dương, toán gái Di Dương. An Vang, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính giới thiệu gia đình mẹ Thảo. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Hình như Florida mạnh lắm mà. Cái tràng pháo tay đâu có thiếu đúng không? Xin quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? Trân trọng kính giới thiệu Oi Dường Nhì Cầu, Oi Dường Hiển Hành, Oi Dường Tuấn Gái, xin trân Thái Gái, xin trân trọng kính mời. Con xin trân trọng kính giới thiệu gia đình Mê Hương, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Công nhận về cái chương trình mà nó đẹp ha. Đúng là cái sự nặng, cái sự lạc tình lòng có thể biểu diễn. Xin trân trọng kính giới thiệu dì Hồng Năm, dì Dường Nam Sáu, Cầu Phú, xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính giới thiệu gia đình ông mẹ Dược Cần, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Sao mà phụ tay yếu vậy thế? Trân trọng kính giới thiệu chú Thiếm Dùng Gái, chú Thiếm Long Na, chú Thiếm Minh Nguyên, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính giới thiệu gia đình ông mẹ Hòa Hảo, xin kính mời ông bà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Trân trọng kính giới thiệu cầu mờ Phong Quỷ Mẹ Ngân, mẹ đời, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính giới thiệu gia đình hai bác Phúc Gái. Trân trọng kính giới thiệu chú Thiếm Dương Bông, Oi Dường Trương Kiểu, Oi Dường Cư Chiếu, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính giới thiệu gia đình hai bác Phúc Gái. Và kế tế, chúng con xin trân trọng kính giới thiệu mẹ Lê. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nó đẹp cả ha. Trân trọng kính giới thiệu Di Dương Huệ Lối, Di Dương Hải Dung, Di Hồng Thương, xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính giới thiệu hai bác Trương Kiều. Trân trọng kính giới thiệu